trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa con nước chia đôi bờ. Chú Hai bán vài trái bí, chú Hai ơi. Mua đây chú. Lấy thêm cái bí này đi. Nè, hình như nhà hội đồng có ai chết phải không? Đúng rồi, hình như là con dâu thứ tư của ổng đó. Nghe nói là nó uống thuốc độc chết. Trời ơi, bộ uống thuốc độc chết hả? Ờ, chết gì mà thảm thương dữ vậy trời. Thì đó, ghê quá. Sao cô lại dại dột như vậy chứ? Bây giờ tôi không có ở nhà. Tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, không thể nào đốt cho cô nén nhang được. Cô ra đi thanh thản nha. Tôi để quên tiền ở nhà, có thể bán thiếu cho tôi cái bánh này được không? Không có bán thiếu đâu, đi đi. Nè, bà có biết tôi là ai không hả? Tôi là con trai của ông hội đồng đó. Tôi là cháu ông hội đồng đây nè. Mừng ơn đi chỗ khác giùm đi. Cản đường cản lối người ta buôn bán. Nè, bà giận mặt với tôi á hả? Ê, cái thằng kia. Ra chỗ khác cho tao buôn bán. Bị xử mày kìa. Tránh ra đi, tránh ra. Gì? Đi ra chỗ khác. Sao hả? Biết đây là ai không? Hỗn hào vậy. Ai? Biết ai đâu. Đầu tư nhà ông hội đồng đó. Ủa vậy hả? Đi chỗ khác đi. Thôi đi bà. Đi. Cậu có sao không? Trời ơi, xem chút nữa là tôi không nhận ra cậu luôn đó cậu Tư. Tôi cũng không hiểu tại sao cha lại có thể đuổi cậu như vậy. À, cậu có hay tin gì chưa? Vợ hai của cậu á đã chết rồi. Tôi biết rồi. À, nè, tôi còn ít tiền nè, cậu cầm đỡ đi, mua bánh ăn cho đỡ đói. Chứ bữa giờ chắc là cậu đói lắm rồi, có đúng không? Cậu giữ đi. Giữ đi nha. Không cần đâu. Giữ đi cậu Tư. Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Phận Làm Dâu, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng của ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.